Bu kayınlarını güvenliyorum. Dạ vậy. Hôm nay đi mổ, quyết tâm đi mổ đi. Con phải mổ đi.
Chị đã bảo mẹ suốt ngày mày viện cớ thôi, nói bao nhiêu lần rồi. Lần nào mẹ bảo thế. Sau cái kia mẹ tự mồm mẹ nói ra là tại từ cái mũi mẹ có điều trị cái mũi không nó dứt điểm đâu. Cứ để cho cái mũi xong nó chạy thành xiên xẹo, thành họng họng xong rồi thành phế quản. Chị cứ bảo phải đi mổ đi thì nó mới hết được chứ. Linh ta đèn đi ngủ đi.